Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục để hướng dẫn cho anh chị và các bạn thêm một cách để anh chị và các bạn có thể thi công được trần nhựa với hệ lam sóng giả vân gỗ lên một cái trần bê tông với cốt sẵn là bê tông như này trên video em đang quay. Và nếu như anh chị thấy em chia sẻ video này hay hữu ích, hãy nhớ đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn mà bên em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Như mọi người đã biết thì ngoài trần thạch cao, trần thả hoặc là trần nhựa nano ra thì bây giờ hiện đại cái thời bây giờ thì còn thêm một loại trần mới, đấy là trần nhựa lam sóng giả vân gỗ, được thiết kế theo những cái công nghệ hiện đại của những nước châu Âu du nhập về Việt Nam trong những năm gần đây, và được hôm nay bên trang trí 3D thi công và hoàn thiện trọn gói cho một khách hàng tại Hải Phòng. Đấy, đây là bên em đang thi công trong nhà máy X56 tại thành phố Hải Phòng. Nếu như anh chị nào ở khu vực Hải Phòng có nhu cầu sử dụng trần nhựa hệ lam sóng này cho anh chị và các bạn thì hãy liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Và đây là quá trình bên em đang gia cố xương để chuẩn bị những bước lắp đặt trần nhựa giả vân gỗ lam sóng lên cái trần bê tông này nha anh chị nhé. Cái bước quan trọng nhất là cái bước gia cố xương, và cái xương để anh chị có thể làm được những cái trần nhựa này đấy là xương hệ vĩnh tường loại A loại B, đấy là tùy vào kinh tế của gia chủ đấy. Thế nên anh chị có thể tư vấn một cách chi tiết về loại xương này để có thể gia cố lên những cái trần giúp cho trần được chắc chắn và được sử dụng được bền lâu trong quá trình sử dụng. Đấy, sau khi anh chị gia cố xong xương thì tiến hành lắp đặt tấm ốp nhựa lam sóng giả vân gỗ lên trần nhà và được cố định vào xương bằng những con ke inox 201. Đấy, và cái vít để bắn vào đây đấy là vít cúc nha anh chị nhá. Anh chị có thể sử dụng vít cúc hoặc là vít đen, nhưng bên em đang sử dụng vít cúc loại một phân, thì anh chị có thể gia cố chắc chắn tấm ốp lam sóng giữa cái ke và cái tấm xương này. Đấy, ngoài qua quá trình anh chị sử dụng ke inox này thì anh chị cần phải đệm cho tấm ốp lam sóng này một lớp keo vào xương để giúp cho sản phẩm này không bị cong vênh trong quá trình sử dụng. Kỹ thuật nó rất là đơn giản nhưng mà anh chị cần phải chú ý kỹ thuật đơn giản này để không phải mắc phải một lỗi lầm nhỏ nào trong quá trình anh chị thi công, tránh cái trường hợp sau này anh chị thi công một thời gian sẽ bị cong vênh sản phẩm. Đấy, bảo hành nó rất là vất vả anh chị ạ. Nếu như một tấm trong những cái số tấm này cong vênh thì phải tháo hết tất cả ra. Chính vì vậy mà cái quá trình kỹ thuật thi công nó rất là quan trọng. Anh chị có thể nhìn thấy bên em bơm keo vào xương đây. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Đấy, nếu như anh chị nào thấy em chia sẻ video này hay và thực sự hữu ích đến anh chị thì hãy đừng tiếc cho em một like và hãy nhớ chia sẻ video này đến cộng đồng mạng để nhiều người biết thêm những sản phẩm mới lạ này mà rất là sang trọng và quý phái nếu như anh chị sử dụng cho gia đình anh chị và các bạn. Đấy, quy trình thi công rất là dễ và đơn giản luôn. Đấy, ghép hàm vào với nhau anh chị nhé. Dùng đầu đực để ghép vào đầu cái. Đấy, và cái quá trình thi công chi tiết cho tấm ốp lam sóng thì em đã có những video trước trong cái kênh YouTube của bên em rồi. Chính vì vậy mà anh chị hãy vào kênh YouTube của bên em và tìm đến video đấy để xem cái kỹ thuật thi công tấm ốp lam sóng chi tiết hơn. Đấy, được em hướng dẫn rất là nhiều video trong kênh YouTube của Trang Trí 3D rồi nha anh chị nhé. Đấy, và đây là được bên em thi công tại nhà máy X56 thành phố Hải Phòng. Đấy, và những kỹ thuật thi công thì được bên em ghi lại để cho anh chị có thể tham khảo. Đấy, có thể tin tưởng được cái kỹ thuật thi công của bên em. Nếu như có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì hãy liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331. Và đây là quá trình bên em hoàn thành xong sản phẩm. Rất là đẹp này. Đấy, những đường V được bo vào tấm ốp lam sóng thì nó rất là sắc nét luôn. Đấy. Được ngoài góc 45 độ thì nó rất là vuông, vuông vắn và sắc cạnh. Đấy, rất là đẹp này. Trần nhựa lam sóng giả vân gỗ. Chấm điểm 10 cho sản phẩm này anh chị nhé. Và anh chị hãy nhớ chia sẻ video này đến cộng đồng mạng để nhiều người biết thêm những sản phẩm mới lạ này. Và bên em có cam kết là sản phẩm chính hãng chất lượng và đảm bảo là bảo hành như những gì đã cam kết. Và nếu như anh chị có nhu cầu sử dụng sản phẩm này thì hãy nhanh tay liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 và hãy nhớ đăng ký và bấm chuông kênh để theo dõi nhiều video hay hơn. Một lần nữa em xin phép khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo. Xin chào.